Xin chào tất cả anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Thánh Quý Bửu. Ở chapter trước, Asa đã quyết định đến nhà Denji để cùng nhau xem phim. Nhưng đã thống nhất từ trước, cô cam kết tuyệt đối sẽ không làm trái lại như luật lệ đã đề ra. Một trong các giới luật chính là việc cô không được vè vãn với thanh niên tóc vàng trước mặt nóc nhà. Thế nhưng điều đó khiến Asa nổi giận vì cho rằng Denji đang coi thường mình. Đúng lúc đó, báo thủ Yoru bỗng tỉnh dậy và lao vào đòi ăn tươi nuốt sống thanh niên Denji thêm một lần nữa. Điều này đồng nghĩa cả hai đã phạm giới luật. Lúc đó, Nayuta đã trở về và ngay lập tức xử đẹp Yoru mà không một lời cảnh báo. Đây cũng là lần đầu tiên Nayuta xuất hiện kể từ khi bắt đầu phần 2 của Chainsaw Man. Vì thế, bất cứ fan nào cũng mong chờ màn thể hiện của cô bé ra sao. Vậy, điều gì sẽ xảy đến với Yoru và liệu Nayuta sẽ có thể xử lý tên trộm cắp này ra sao? Mời anh em đến với video review chapter 20 Chainsaw Man với tựa đề Tam Giác. Trước khi vào video, rất cảm ơn hai anh em Trọng Nghĩa và Đạt Văn yêu thương và ủng hộ Thánh Weibo. Tình cảm của các bạn sẽ làm động lực để mình tiếp tục duy trì hoạt động cho kênh. Mình cũng xin lỗi vì đã không cảm ơn hai bạn sớm hơn do gặp một vài vấn đề trong quá trình thực hiện video. Mở màn chapter là vẻ mặt khoái chí, cười như nông dân được mùa của Nayuta. Sau khi dính phải cú headshot từ kỹ năng dây xích trói buộc, báo thủ Yoru bỗng nhiên biết sủa tiếng chó và phải bò bằng bốn chân. Điều này chứng tỏ rằng năng lực của Nayuta đã có tác dụng lên người chị của mình là quỷ chiến tranh. Nó đã đi ngược lại với những gì chúng ta đã biết về năng lực chi phối đã tiết lộ từ Makima. Cô ta đã nói rằng năng lực chi phối chỉ có tác dụng với những kẻ bị cô đánh bại hoặc những người tin rằng họ thấp kém hơn cô ta. Điều này cũng có thể lý giải được như sau. Ở chapter 104, Yoru đã nói rằng cô ta từng bại trận và bị ăn bởi Chainsaw Man. Đó là lý do các sự kiện quan trọng trong quá khứ như Thế chiến thứ hai, vũ khí hạt nhân hay Đức Quốc xã biến mất khỏi tiềm thức của loài người. Từ đó khiến sức mạnh của cô ta bị suy giảm rõ rệt. Vì thế, chỉ với một đòn tấn công đơn giản, Nayuta đã dễ dàng thao túng được Yoru. Về phần Denji, cô ta phản ứng khá mạnh mẽ và chất vấn về hành động này của cô bé. Lý do thì quá rõ ràng, đó là vì có một kẻ lạ mặt dám chạm tay vào Denji mà không được phép, mà Denji lại là tài sản sở hữu của cô bé. Đó là lý do vì sao khi vừa về tới nhà, Nayuta đã gọi Yoru là kẻ trộm. Mặc dù đã tái sinh với một nhân cách khác và đã bị xóa sạch ký ức ở kiếp trước, song những thói quen của quỷ chi phối thì vẫn còn nguyên. Đó là sự chiếm hữu, kiểm soát và thích thao túng tâm trí kẻ khác. Ở trường hợp của Nayuta, nhưng tính cách này vẫn được thể hiện theo đúng nguyên bản nhưng ở mức độ trẻ con hơn rất nhiều so với Makima. Và tuy còn bé, nhưng cô bé đã biết lợi thế của bản thân trong đàm phán, thương lượng. Vì thế mà khi Denji ra lệnh phải biến cô bạn của mình trở lại bình thường, Nayuta đã dễ dàng lật kèo vì cô bé biết rằng thằng anh đang ở thế yếu hơn. Bằng sự mè nheo đói bụng, đòi Denji phải nấu ăn thì mới đáp ứng yêu cầu, buộc cậu phải chiều theo ý của con em gái tinh quái. Thế mới thấy Denji nhà ta khổ tới mức nào. Dù đã kẹp các kiểu gái lớn bé già trẻ khác nhau, nhưng số phận hầm hưu làm cu li thì vẫn không thay đổi. Trong khi Yoru ngủ cùng bầy Husky, thì Denji cũng đã hoàn thiện bữa ăn theo yêu cầu của con bé. Chúng ta có thể thấy một số chi tiết về sự non nớt từ Nayuta. Như cách cầm thìa khá vụng về, hay như việc cô bé còn gạt hết những phần thức ăn không thích sang một góc đĩa. Những chi tiết nhỏ nhưng vẫn được tác giả Fujimoto hết sức chú ý để làm nổi bật lên sự trẻ con của Nayuta. Những chi tiết này cũng có thể giải thích cho việc chậu cây của Nayuta lại bị khô héo so với chậu cây tươi tốt của Denji. Đơn giản, cô bé chưa biết cách chăm sóc cái cây sao cho đúng. Một chi tiết đáng chú ý nữa trong khi hai anh em ăn uống cùng nhau, có vẻ như Denji đã kể cho Nayuta về tình trường của mình. Vì thế mà cô bé mới biết về câu nói huyền thoại của cậu trước đây. Mọi cô gái tiếp cận cậu đều cố gắng giết cậu. Đây cũng là một lý do chính đáng nữa để Nayuta ra tay ngay khi nhìn thấy Yoru thân mật với Denji, vì cô bé cũng thật lòng muốn bảo vệ thằng anh thoát khỏi nanh vuốt của mấy con mái khác. Khi thấy thằng anh tóc vàng nằng nặc đòi giải thoát cho cô bạn gái, cô bé đã thắc mắc rằng cô gái này thì có gì khác biệt với những kẻ khác. Đây là câu hỏi mà Denji chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu đã phải nhắc lại từ tại sao và mất một lúc suy nghĩ để hiểu chính vấn đề của bản thân mình. Bằng những lời hết sức thật lòng, Denji đã nói rằng những cảm xúc nhận được khi cậu ở cùng với Asa rất khác biệt với các cô gái khác. Có lẽ Denji không hề cảm thấy ác ý tới từ Asa. Tất cả đều là những cảm giác thật lòng mà cậu chưa từng trải nghiệm. Với Makima và Reese, cậu luôn nhận được những lời đường mật từ hai người họ. Tất cả là để dụ cậu vào cái bẫy chết người. Người ta vẫn nói mật ngọt chết ruồi là như vậy. Còn Asa sẵn sàng chỉ nhau tay đôi với cậu, thậm chí sẵn sàng xua đuổi cậu không thương tiếc. Điều này giống như một thanh sô-cô-la có vị đắng ngắt khi đưa vào miệng, nhưng nếu cảm nhận dư vị của nó thì sẽ thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nếu nhìn lại những gì đã trải qua giữa hai người họ, chúng ta sẽ thấy những cảm nhận này của Denji là đúng. Tuy nhiên, quá nhọn cho thanh niên vì câu nói mang đậm thương hiệu tóc vàng đó thêm một lần nữa đúng. Tuy nhiên, spoil trước mọi thứ thì còn gì hay ho nữa. Với những lời chắc như đinh đóng cột đó, Nayuta hứa sẽ thực hiện cam kết nhưng với hai điều kiện. Nếu không thực hiện theo thì nhà này sẽ có 8 con chó. Thế nên Denji đành phải thêm một lần nữa vểnh tai lên nghe yêu sách của Nayuta. Một là phải cho cô bé ăn kem hàng ngày. Điều kiện này thì Denji dễ dàng đồng ý, miễn sao là cậu ta được ăn ké. Lý do là bản thân Denji cũng khá thích ăn kem. Điều này cũng đã được thể hiện trong thời gian khi cậu vẫn còn ở chung với Power và Aki. Điều kiện thứ hai là không được kết bạn với Asa nữa.
Với đòi hỏi này thì Denji cực lực phản đối. Cậu cố gắng mãi mới kiếm được chỗ để chui ra chui vào trong tương lai. Thế mà con em gái lại nhẫn tâm cắt đứt cái hy vọng đó khi nó chỉ vừa chớm nở. Đã thế, lý do của cô bé khá là không thuyết phục, đơn giản là vì không thích mùi của Asa. Mặc dù theo lời của Nayuta thì Asa có mùi khá thơm, thế nhưng cô bé vẫn ra sức cảnh báo cho Denji phải tránh xa Asa. Qua chi tiết này, chúng ta có thể thấy khứu giác nhạy bén chỉ là một đặc điểm của quỷ chi phối nói chung. Tuy không nói rõ, nhưng gần như chắc chắn Nayuta đã cảm nhận được mùi của quỷ bên trong Asa. Nó giống như cái lần Makima bất ngờ xuất hiện khi Denji vừa xử xong quỷ zombie vậy. Trong chapter 2 của manga, Makima cũng đã tái khẳng định điều này. Cô ấy đã nói rằng mình ngửi được mùi của quỷ bên trong Denji. Về lý do Nayuta không nói thẳng ra cho Denji thì không rõ, nhưng nhắc đến mùi thì ông thánh Denji lại giật mình nghĩ ngay tới mùi của một con chó ướt nhẹp. Đoạn này theo mình là thanh niên có tật giật mình thôi, chứ cũng không hiểu sao lại nghĩ Asa có mùi giống chó nữa. Có lẽ vì bị quá nhiều gái phũ nên Denji mới thành ra có phản xạ như vậy. Và để triệt để cắt đứt mối quan hệ này, Nayuta tuyên bố sẽ thay đổi ký ức của Asa với buổi hẹn hò ngày hôm nay. Thay vì cả hai cùng về nhà Denji xem phim thì trong trí nhớ, cô ấy đã bị Denji cho leo cây. Về khả năng thay đổi ký ức của đối tượng bị chi phối, chúng ta cũng đã thấy một nạn nhân của Makima trước đây, đó là Thiên Thần. Cô ta đã bị Makima điều khiển giết chết toàn bộ dân làng ở nơi cô sống. Sau đó, những ký ức này cũng đã bị Makima thay đổi hoàn toàn. Cho tới chap 75, bằng một cách nào đó, Thiên Thần đã thoát khỏi sự thao túng và lấy lại được những ký ức cũ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi nghe về kế hoạch của em gái, cậu đã giật mình và lo sợ bị Asa từ mặt. Nhưng còn gì nữa đâu mà khóc với trà sầu. Vì theo điều kiện thứ hai mà Nayuta đưa ra, trước sau gì Denji cũng không thể thân thiết với Asa được nữa. Vậy nên dù có bị mang tiếng là thằng fuckboy cũng chẳng quan trọng. Cô bé nói ra những điều đó và làm vẻ mặt dễ thương hết sức có thể. Còn Denji thì chỉ biết nhìn cô bạn gái mới quen trong tiếc nuối, rồi lại nhìn Nayuta đang chung mỏ đợi phản ứng của cậu. Sau khi cân đo đong đếm các kiểu con đà điểu, thanh niên đành tặc lưỡi, đội cô em gái lắm chiêu nhiều trò lên đầu và làm theo kế hoạch của cô bé. Vậy là cả Asa và Joru đã bị thay đổi ký ức. Ngày hôm sau, họ vẫn đứng ở cổng trường để chờ Denji đưa đi xem phim. Tất nhiên là chờ đến tận trời tối vẫn không thấy thằng mặt giặc ấy đâu. Joru đành chấp nhận sự thật rằng tên tóc vàng đó không thích Asa và sẽ bắt Asa lựa chọn một đối tượng khác để thay thế. Nhưng con người ta khi bị phũ phàng thì sẽ rất khó chịu, không cần phải nói cũng có thể biết về tâm trạng của Asa lúc này. Dù cô nàng vẫn cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cô nàng tsundere này bắt đầu đưa ra nghìn lẻ một lý do khách quan khác nhau để tự lươn lẹo với bản thân. Ví dụ như có thể tên Denji đó chỉ quên mất buổi hẹn mà thôi, mà dù gì thì cô cũng chẳng có ý định hẹn hò với hắn nên cũng chẳng cần phải tiếc nuối. Cô cũng không muốn lãng phí tiền bạc vào mấy buổi hẹn hò vô nghĩa, thà đi làm bài tập còn vui hơn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không thể giấu được nỗi buồn trong hành động. Cô tỏ rõ sự ủ rũ, chán nản. Chắc hẳn trong đầu Asa lúc này đang đanh nghiến và chửi thằng Denji là thằng mất nết. Đúng vào lúc mất động lực nhất thì giai đẹp Yoshida bất ngờ xuất hiện. Nếu nhìn lại ở chap 99 thì chúng ta thấy bối cảnh Asa gặp Yoshida tại cổng trường rất giống nhau. Vì thế mà ban đầu mình đã nghĩ rằng đây chính là ký ức giả mà Nayuta tạo ra cho Asa và Joru. Nhưng sau khi nhìn nhận lại mọi chuyện thì có vẻ như không phải như thế. Sau khi bị tẩy não, cả hai người họ đã mất sạch ký ức vào ngày hôm trước và vẫn nghĩ rằng bản thân còn phải đi hẹn hò với Denji. Tuy nhiên, sự thao túng tâm lý của quỷ chi phối không phải là tuyệt đối. Minh chứng là trường hợp của Thiên Thần đã thoát khỏi sự chi phối và lấy lại được ký ức trong khoảng thời gian ngắn. Đối với Asa và Joru, tuy họ đã bị thay đổi toàn bộ ký ức nhưng vẫn còn các nhân chứng khác như Yoshida hay thanh niên Haruka Iseumi, hội trưởng của câu lạc bộ săn quỷ. Có thể nhờ có hai người này, Asa và Joru sẽ là trường hợp thứ hai thoát khỏi sự chi phối về mặt nhận thức. Còn về Yoshida, tưởng như đây là đối tượng tiềm năng để Asa và Joru húp thay cho món cháo thiêu Denji. Thế nhưng chúng ta đều biết đây là kèo không hề thơm tí nào. Chưa rõ mục đích tiếp cận Asa lần này của cậu ta là gì. Cũng có thể cậu ta đã đánh hơi ra quỷ chiến tranh bên trong Asa. Vì ngay cả Famine, cậu ta cũng biết tới sự tồn tại của cô ta thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta phải đợi 2 tuần nữa mới biết các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Chainsaw Man. Bên cạnh các diễn biến nổi bật ở chapter này thì mình sẽ nói thêm về một chi tiết khá nhỏ nữa. Trong video trước, có một vài bạn nói rằng Kishibe đã nhận nuôi Niyanko. Vì thế mà chúng ta không hề thấy bóng dáng Niyanko trong suốt chapter trước. Mình cũng đã xác nhận lại là không hề có chuyện Kishibe nhận nuôi Niyanko. Ở chapter 97, khi bỏ đi, ông đã để lại Niyanko trên ghế đá cho Denji. Và ở chapter này, cuối cùng Niyanko cũng đã xuất hiện khi đang nằm ngủ cùng với bầy Husky. Có thể chỉ là do tác giả quên vẽ mà thôi. Ở cuối video, mình sẽ giải thích một chút cho tiêu đề của chapter này. Tam giác có thể liên quan tới tam giác mối quan hệ giữa Asa, Denji và Nayuta. Có ý kiến cho rằng cái tên thứ ba phải là Yoshida, tuy nhiên mình không cho rằng như vậy. Asa sẽ không bao giờ là đối tượng của Yoshida. Từ khi xuất hiện ở phần 1 tới giờ, một bức màn đen bí ẩn vẫn luôn bao trùm lên cậu ta. Mọi hành động, nước bước của cậu ta luôn có mục đích. Với một người như thế, cậu ta không thể là một góc của tam giác này được. Và đó là toàn bộ bình luận cũng như phân tích của mình về chap 120 Chainsaw Man. Nếu thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe để kênh Thánh Weibo nhanh chóng đặt mình sắp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những nội dung tiếp theo.